Chiều ngày 31 tháng 8, ông Lê Viết Bác, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh có thông báo vào ngày 15 tháng 8 về việc phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thừa Thiên Huế do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo sở đã cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật, nguyên là giám đốc và kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài chính kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm thời nghỉ việc ở nhà để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo ông Lê Viết Bắc, trước đó vào ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án nói trên. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hai thông báo cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật được quay trở lại đơn vị công tác kể từ ngày 8 tháng 8.